tất cả ngồi ngay ngắn vào để mà liên hoan nào. Hôm nay cá cược một trận. Đánh cược là Việt Nam. Nào anh nghe ngồi gì vào. Đánh cược là Việt Nam hôm nay chơi đẹp hơn hôm trước. Có ai cược không? Nào tất cả mọi người ngồi vào cái. Những người không muốn lên hình thì ngồi vào. Đấy, còn những người lớn đây chỉ quay ba anh trẻ thôi. Còn những người lớn không được phép quay. Nào, cùng ly cái gì nào? Đây, ông cùng ly cái này. Nào. Nào. Chả được phân ông cái gì. Cùng ly cái gì đi. Cái này gọi là cái gì? Phô mai que. Gì? Phô mai que. Phô mai que. À. Nào thế, mọi người ăn đi cái. Mọi người bên ngoài ăn đi cái. Nào, cùng ly cái, cùng ly cái. Cùng ly đánh cược là Việt Nam hôm nay chơi đẹp hơn hôm trước. Nào, tất cả. Ơ, anh Tiến, Yến. Yến nữa, Yến nữa. Yến còn nào. Yến nữa, Yến cầm. Yến không cùng ly phòng. Nào, tất cả, mời tất cả nhà cùng ly. Việt Nam chiến thắng. Hôm nay thì Việt Nam thì khó khăn rồi. Lực lượng thì có mỏng hơn đúng không? Đúng không? Lực lượng thì mỏng hơn. Không, thế cũng chưa chắc. Không. Hàng công. Ờ. Hàng công thì mỏng hơn nhưng mà hàng thủ thì hàng công nó mỏng hơn. Thế mà lại để cái số ngày nghỉ lại ít hơn Malaysia. Malaysia họ được nghỉ nhiều hơn cho nên họ khỏe hơn. Thế vậy Việt Nam có thắng không? Nào, anh này trước. Việt Nam có thắng không? Có. Mải ăn quá. Có thôi mà. Anh này, Việt Nam có thắng không? Có. Tỷ số bao nhiêu? 2-1. Có lý đấy. Anh này. Hôm nay đối thủ cứng hơn. 2-0. 2-0 à? Anh Kiên là 2-0 này. Anh này là anh Đức là 2-1 phải không? Ừ. Tiến. Tỷ số bao nhiêu? Giống của Vinh. Cậu Vinh. Cậu Vinh bảo 1-0. À, cũng giống của Vinh phải không? Ông bảo Việt Nam cũng 2-0. Hôm nay Việt Nam chơi rất đẹp. Hai bên đôi công ngay từ lúc đầu nhưng Việt Nam chơi đẹp. Nào, xin mời tất cả ăn đã nha. Xin mời tất cả ăn với chúng tôi. Tăng hai ăn gì? Đây ông chỉ có thế này thì mới hộp sữa chua thôi. Ngon thật, nay ngon hơn hôm trước đấy kìa này. Kìa này. Thằng này nay ngon hơn hôm trước đấy. Đấy mình chả nhơi. Nay Đức có thấy ngon hơn hôm trước không? Được, ngoan. Yến có thấy ngon hơn hôm trước không? Này ớt nhiều hơn này. Lại có sữa nữa này. Thằng kia ăn vừa thôi thì cứ kêu cay. Ăn vừa cay. Cay mà. Cay cay đi. Nay Việt Nam chơi Fairplay hơn hôm trước. Hôm trước chơi cũng đã tuyệt vời rồi. Nhưng hy vọng hôm nay là các chân các cầu thủ không bị chặt chém như hôm trước nữa. Thôi xin báo cáo các bạn lại một cái trận cá cược. Anh nào thắng thì được một hộp sữa. Đây là sữa gì đây? TH Vinamilk. Anh nào thắng thì được một hộp sữa này. Anh nào đoán đúng ấy. Sữa gạo. Ờ, có một hộp gạo. À, sữa gạo rồi. Thế còn được. Mình cũng một quả. Thôi clip kết thúc ở đây không thì các bác ấy xem các bác ấy mắng rồi. Quay rộng dài mà lại nói nhiều quá. Quần áo thì lộn xộn. Ờ, thế lúc nãy không mặc quần áo tương tất vào tí nhỉ. Xong mặc quần áo tươm tất vào để ra sân chụp ảnh cả nha. Tiến nha. Tiến.
Chuẩn bị mặc tất cả mặc quần áo cầu thủ vào để ra sân chụp ảnh nha. Và tôi xin cảm ơn các bạn lại ghé xem để chia vui với các cháu. Xin thân ái kính chào các bạn. 2, 3. Việt Nam chiến thắng.